hai người phụ nữ ở với ảnh người nào cũng gần 10 năm mà ảnh vẫn nói là ảnh không yêu, thì không thể là một người mà chỉ có gặp 5 phút mà ảnh nói là ảnh có cảm tình được. Ngọc Tiến, sinh ra và lớn lên là Nghệ An, nhưng hiện tại bây giờ tôi lập nghiệp ở Tây Ninh. Năm nay 51 tuổi, mua bán nông sản. Cụ thể nông sản là gì? Là tiêu điều. À, tiêu điều ở dưới Tây Ninh. Từ Nghệ An mà anh vào lập nghiệp ở trong này là lâu chưa? Hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Wow, dạ. Rồi còn em thì sao ạ? Dạ, em tên là Lan, em 37 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, Lan đang làm công việc gì Lan? Em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Quê mình ở đâu? Em sinh ra ở đây luôn, quê ông bà thì ở Quảng Ngãi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì hả? Em là người sống hơi tình cảm chút, nấu ăn được, cũng có thể hát. Hát rồi anh nghe chơi nè. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã hy sinh cho tình yêu. Vì đường tình yêu muôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần đừng tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi. Hay quá trời ơi, đang còn cảm xúc dạt dào hả? Rồi, đó là điểm mạnh, thế còn điểm yếu của mình? Có những công việc mà ví dụ như em không tập trung á, là em sẽ dễ bị quên những cái chuyện vặt ở trong nhà. Em cũng hơi thẳng tính, đôi khi là em nói mình nghĩ là mình nói vô tư, nhưng mà thực ra người ta giận mình cũng không biết luôn. Thì nào người ta nói nha. Chịu chia sẻ mình mới biết, còn nhiều người ta đâu có chia sẻ, người ta ghim. Ta ghim miếng ghim vô, rồi cuối cùng người ta cũng mệt, cuối cùng cái mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Dạ. Đó, thôi mình đã biết đó là khuyết điểm của mình thì mình cũng từ từ mình chỉnh sửa, mình cải thiện. Vậy còn anh nè, khuyết điểm của anh là gì nè? Không có khuyết điểm gì hết. Vậy anh tuyệt vời. Vậy ưu điểm? Còn không luôn, không luôn. Vậy là người anh là người bình bình. Gió thổi chiều nào anh theo chiều đó. Gió thổi đụng thì anh mới theo, còn tật đi là anh đâu có. Vậy là anh cũng phải có là lập trường. Lập trường của anh số 1 vâng vâng. Anh có gia trưởng không? Không, không gia trưởng. Thường anh thấy người miền Trung, người miền ngoài là gia trưởng. Anh lấy vợ là thương vợ, dịu dàng. Dịu dàng đó hả? Trong cuộc sống, đồng viên vợ hết mức. Dạ. Yêu gia đình. Dạ. Vậy là cũng ưu điểm nữa. Hay làm việc nha, giặt quần áo. Trời, quá tuyệt vời. Lau nhà. Quá tuyệt vời. Còn nghĩa là không có phân chia. Dạ. Có khi làm nhiều hơn vợ. Tức là mình phải dành làm nhiều hơn. Dạ. Vợ nó nhẹ ra chút là mình cảm thấy hạnh phúc. Vậy anh có tật xấu gì không nè? Rượu uống này. Rượu uống. Cờ bạc không này. Cờ bạc không luôn. Thuộc là ăn hút này. Không luôn. Nhưng mà ăn nhiều. Nhiều mà đâu có mập đâu. Ngày ăn 4 lần. 4 lần? Ừ. 11 giờ đêm ăn này. Ôi trời. 6 giờ ăn này. Trưa ăn này. Sáng ăn. 11 giờ đêm anh ăn là sao anh ngủ anh? Anh ăn giờ đó rồi mấy giờ anh ngủ? Ăn giờ rồi khoảng tầm 12 giờ ngủ. 2 giờ ngủ sao sáng dậy ăn tiếp? Ăn cho nó khỏe. Dạ. Rồi, còn em thì sao nè? Tình trường mình như thế nào à? Em có ly hôn một lần. Có ly hôn một lần, mình có cháu nào chưa? Dạ chưa, thanh xuân của em có người duy nhất. À, thanh xuân có một người là quen mấy năm? Quen em quen 5 năm. Quen 5 năm, rồi cưới với nhau được thêm... 6 năm. Quen 5 năm, rồi cưới với nhau 6 năm, 11 năm, một người đàn ông duy nhất. Lý do sao chia tay? Thiệt quá nhỉ, thiệt. Dạ, thiệt thòi quá, cả tuổi thanh xuân biết có người một à. Anh đó, anh biết em từ hồi em học phổ thông. Và không ai cho tiếp cận ai hết trơn. Nên có người vậy. Do quan niệm sống nó hơi khác biệt là anh người Bắc. Khác biệt, vừa quen nhau tới 5 năm không lẽ không tìm ra cái khác biệt. Còn về lấy nhau thêm 6 năm nữa. Khác biệt thì ngay từ đầu đã phải thấy khác biệt rồi, còn lấy làm chi. Vâng, nhưng mà do lúc đó mình còn nhỏ chứ cũng không suy nghĩ nhiều. Còn về cái chuyện con cái? Con cái thì nó cũng là một phần. Do em không có hay là do ảnh không có? Mới đầu là do cả hai, sau đó là do em. Em bị tắc vòi trứng. Tắc vòi trứng vậy thì sao từ lúc đó đến giờ ly dị giờ là bao nhiêu năm rồi? 8 năm chị. 8 năm nay em có đi điều trị không? Dạ. Lý do? Em không có quen ai chính thức đó, rồi cũng... Ủa? Mình cứ điều trị cho cái cơ thể của mình, con người của mình nó khỏe mạnh. Em có muốn có con không? Có chị. Thì em phải tự điều trị cho bản thân em chứ đâu phải là khi nào mình có người rồi mình mới đi điều trị. Bác em sĩ... Em nói vậy đúng không anh? Mình có bệnh thì mình cứ đi điều trị cho mình trước. Thực ra là em tính xác định là em ở vậy luôn. À, sao mà bi quan vậy? Nhưng mà bây giờ đổi ý. Quyết định ở giờ nhưng bây giờ đổi ý. Em đến với chương trình này là bạn em đăng ký. À.
Nhưng mà tại sao em lại có cái suy nghĩ là mình ở vậy luôn, trong khi đó em còn rất trẻ? Bây giờ em vẫn còn rất là trẻ, chị 40 mấy tuổi mà chị vẫn luôn khao khát được lập gia đình. Tại sao em lại sợ có... mình không đem tới hạnh phúc trọn vẹn cho người ta? Là vì sao? Là vì cái chuyện em không sanh được. Dạ. Vậy thì tại sao em không, em sợ cái đó thì tại sao em không đi điều trị cái đó? Bây giờ y học rất là hiện đại luôn. Khi nào mà em trị rồi, em làm hết cách mà em vẫn không có được á, thì coi như là thôi. Mà thật sự không có con vẫn hạnh phúc mà em. Em không biết nữa chị. Nói chung là em thấy mình không có duyên trong cái chuyện tình yêu hay sao. Không, em bi quan quá. Chị nè, 5-7 mối tình gãy đổ mà chị vẫn luôn khao khát tình yêu. 7 mối tình hả? 5-7 luôn, anh cộng lại là 12 cũng vô nữa. Không, anh dạ. Lên còn ít. Trong khi đó là cô bé này chỉ mới có một mối tình duy nhất thôi. Em bị bi quan quá trong cuộc sống rồi. Bi quan. Hôm nay em biết chị Tường rồi thì chị hy vọng rằng cái năng lượng tích cực của chị sẽ truyền cho em. Mình không có nên bi quan như vậy. Trước tiên người phụ nữ mình sống là vì mình trước cái đã. Chị chưa nói đến chuyện tình yêu. Em phải tự tin vào bản thân mình. Có rất nhiều người đàn ông người ta đến với mình cũng không cần phải sinh con luôn. Hoặc có những người ta cũng đã gãy đổ, người ta có con cái rồi, người ta cũng không có nhu cầu cần con cái. Mà thậm chí bây giờ ta có cần nhưng mà người ta yêu thương em không có sinh con được cũng không vấn đề gì hết. Chị thì chị nghĩ rằng nên có gia đình để mà mình có một cái gì niềm vui, có một cái gì đó nó hữu hỷ cho mình sau này, là một cái người bạn đồng hành thôi. Em rất là xinh, rất là đẹp, còn rất trẻ và tương lai còn rất dài. Đừng có nghĩ như vậy, nó u ám lắm. Dạ. Nha. Cảm ơn chị. Nhớ nha. Dạ. Còn anh ạ? Anh 2 mối tình. 2 mối tình. Mối tình thứ nhất 2 đứa con. Mối tình thứ nhất 2 đứa con là sống được bao nhiêu lâu ạ? 9 năm. 9 năm. Dạ, quen trước đó mấy năm ạ? Quen từ đó 1 năm. Là 10 năm. Hai cháu là bao nhiêu tuổi rồi anh? Hai cháu là bây giờ đứa đầu là 30. Wow. Có gia đình rồi. Dạ. Nhưng mà ở ngoài quê. Dạ. Đứa thứ hai cũng có gia đình rồi. Dạ. Tức là ngoài kia là nhà cửa là anh giao dụng nó 2 đứa. Dạ. Ở trong này cuộc sống riêng của anh. Sống trong này thì một mình anh. Dạ. Nhưng mà có nhà thì cuộc sống nói chung bình an. Dạ. Nhưng mà mối tình đó có 2 cháu rồi mà lý do tại sao lại gãy đổ vậy anh? Tức là con người ta nó có cái phần, cái duyên. Ví dụ đến cái khúc đó là phải chia tay. Thì đó là ông trời ông sắp chứ mình chẳng muốn. Em biết đến ngày đến tháng là hết tình nhưng mà chắc chắn phải có lý do. Không yêu. Ai không yêu ạ? Anh. Anh không yêu? Không yêu nhưng mà quan tâm, thương, động viên. Không yêu mà sao mà lại lấy nhau? Thì hồi xưa ở trong xóm, trong làng, nhiều khi ba mẹ nói, bây giờ tao già rồi, con thôi lấy để cho ba mẹ yên lòng. Nhiều lúc có cái sự tức là mình cũng nghĩ cái chỗ hiếu. Có nghĩa là do ông bà sắp đặt ngày xưa, rồi là anh là người chấm dứt hay là cổ là người chấm dứt? Anh. Anh. Vì sau đó anh gặp một cái người khác mà anh yêu? Gặp người sau, tức là thương hại chứ anh không yêu nữa, cũng không yêu. Nhưng mà ở tốt, anh đối xử rất tốt. Chia tay cái vợ anh bao lâu thì anh mới gặp cái người thứ hai ạ? Chia tay được 4 năm. 4 năm. Mà đó, sao gọi là thương hại chị? Rồi mối sau tại sao thương hại? Cổ hỏi nè. Mối thứ hai là bởi vì cô đó là từ ở miền Bắc cùng một cái hoàn cảnh rất chi là bi đát, bỏ nhà ra đi. Dạ. Yeah. Cùng có 2 đứa con, chồng rượu che cờ bạc bé bét. Yeah. Tức là con người là không quan tâm gì đến vợ, bỏ bê. Yeah. Cái người phụ nữ ta chịu hết nỗi. Rồi anh đồng cảm với cái hoàn cảnh của cổ. Thầy cô cũng chịu khó, chịu khăn, đức tính cũng tốt. Mà anh cần đức tính, cái đức tính tốt là anh chịu. Dạ. Yeah. Có được nhà nước công nhận không ạ? Mỗi thứ hai thì quá trình 9 năm là nhà nước công nhận rồi, có ly hôn. 9 năm luôn? Tức là vượt. Ôi anh cũng chung thủy quá, một mối tình nào cũng 10 năm, 9 năm. Nhưng mà sau đó để anh kể cho, sau đó tức là về cái lĩnh vực tình cảm là cô không muốn tránh. À. Tự động cổ thay đổi ha anh? Đang yên, đang lành mà cổ tự thay đổi. Tự thay đổi. Chia tay tới nay là bao lâu rồi anh? 7 năm rồi. Mối tình đầu 10 năm, sau đó chia tay được 4 năm. Rồi mối tình thứ hai 9 năm. Chia tay bây giờ 7 năm. Nhưng mà anh sống với hai người vợ không hình anh điều gì hết. Vợ con người của anh đối xử rất tốt. Dạ. Yeah. À. Cái mối sau là có con không anh? Không. Bây giờ anh có nhu cầu có thêm con nữa không? Em hỏi thật. Có cũng được, không có cũng được. Quan trọng nhất đó là sống với nhau có hạnh phúc. Sự hạnh phúc. Rồi. Cộng với lại là thương yêu nhau hằng giờ, hằng ngày, hằng phút. Đó là hạnh phúc rồi. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào? Không hút thuốc chị. Không nói tầm bậy tầm bạ. Như hay nói tục á. Rồi không nhậu nhiều. Anh có nhậu nhiều không anh ơi? Không. Anh nói anh không hết. Chỉ có ăn 11 giờ đêm thôi. Chỉ có ăn là nhiều. Rồi. Và lo gia đình, tức là có nghĩa yêu gia đình, yêu vợ. Nhưng mà nãy giờ anh... em nghe toàn là anh không yêu vợ không mà. Yêu vợ.
yêu đâu, anh nói một người thì là anh không yêu một người thì tại anh thương ngại. Nhưng mà vẫn yêu, tức là yêu có nghĩa rằng yêu bằng một cái tình cảm đối với nhau hàng ngày, tuy rằng không yêu bằng trái tim. Tại vì anh chưa gặp một cái đối tượng nào mà để anh phải rung động mà thao thức mà đêm về nhớ nhung, là anh chưa có cái cảm xúc đó. Chưa có cảm xúc đó. Nhưng mà anh đã, khi mà anh đồng cảm với một ai đó, anh đồng ý chấp nhận rồi, lấy rồi, thì anh rất yêu thương gia đình của anh, vợ con chăm sóc. Nên anh là một cái người đàn ông của gia đình. Hồi nãy chị có nói với em một cái vế, bây giờ nếu em tìm được một người yêu thương mình càng tốt, đúng không? Nếu không em cũng cần có một cái người, ví dụ như này, đàn ông có thể là chu toàn, bảo bọc, chăm sóc, lo lắng cho mình. Chứ bây giờ cầu toàn khó lắm. Còn anh muốn tìm một người bạn gái ở cái thời điểm này như thế nào? Chiều cao từ 1m58 trở lên. Rồi. Em thiếu. Thiếu xíu, vấn đề 1-2 phân không thành vấn đề. Cân nặng từ 60kg trở lên. Em thiếu luôn. Thiếu luôn. Ủa gì, anh muốn từ 60kg trở lên hay trở xuống? Trở lên. Trở lên. Trời ơi, là anh thích người mập mập á hả? Ừ. Ngộ vậy? Bởi vì giờ nói ra thì lưng cột cười anh. Ừ. Càng mập thì anh lại có một cái sự, tức là nó rung động với cái ý thích của mình. À, nói chung anh thích style mập mập, tròn trịa. Rồi, tao em nghe đưa cái hình của em cho chị coi. 58kg. Anh thấy đường không? Anh có cần đeo kính không? Sao không thấy? Tao theo như anh đoán cổ là cô nào trong đó. Đó, em bây đoán giờ đoàn một đúng hai sai thôi. Đương nhiên một đúng hai sai rồi. Đúng giờ nhưng rồi chứ biết sao giờ. Cô nào? Hình như cô này này. Đâu? Cô áo dài phải không? Ờ, hình như đó. Rồi, giữ đi được không? Lát em gả cho. Đố em đoán anh này cao nhiêu, cân nặng nhiêu, quần áo tóc tai ảnh như thế nào? Chắc khoảng 1m7, nặng chắc khoảng 6-8kg. 76kg. Cao nhiêu? Cao 1m68. 1m68 vậy là cũng gần đúng rồi. Anh có bị hói không anh? Không, anh là trắng cao chứ không hói. Trắng cao chứ không hói. Cao da đen hay da trắng? Da trắng. Được chưa? Dạ. Mời hai bạn cùng nhìn về cửa trái tim. Sáng cao thông minh. Xin chào em. Dạ. Sao em vậy, là hói hay trắng cao? Hói, hói. Ôi trời, em cũng thẳng thắn ghê. Khi đó là em lại hói, nhưng anh là trắng cao. Thôi kệ ảnh với anh có quyền mà. Giống em siêu quốc thuận thôi, có gì đâu. Đẹp bình thường. Cổ là cô này nè, cô áo bông vàng vàng đúng không? Anh xin tặng em nha. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có chuẩn bị món quà tặng. Rồi anh cảm ơn. Có thể lưu giữ những cái hình ảnh của gia đình, của bản thân. Nói là tôi biết của ăn bùm rồi, khỏi khui luôn. Rồi bây giờ các Cường sẽ dành cho hai anh chị một ít thời gian. Em hỏi hiện tại giờ anh đang sống với ai? Anh sống một mình, đó là không phụ thuộc ai hết. Sau 7 năm anh kết thúc với cái chị thứ hai thì anh không có thương hại của chị nào nữa. Không, tao là chưa còn đối tượng. Anh thấy em thì sao? Em thì em đẹp. Có phải cái gu của anh không? Đẹp nhân hậu, đẹp hiền lành. Mời anh nha. Dạ. Một tháng anh đi xuống với thành phố Hồ Chí Minh này mấy lần? À, khoảng 2 lần. Xuống để giao tiếp công việc hay sao ạ? Đúng rồi. Ví dụ như mà anh quen em ở xa vậy đi thì anh sẽ gặp em như thế nào? Một tháng thì khoảng 2-3 lần gì đó sắp xếp. Xuống gặp em để trò chuyện rồi này nọ. Thì động viên. Dạ. Quan trọng cái động viên. Tại sao gọi là động viên? Động viên tức là có nghĩa rằng là quan tâm. Sao anh không dùng từ là tìm hiểu mà dùng từ là động viên? Thì động viên thì từ cái chỗ anh, động viên thì là tìm hiểu con gì nữa. Động viên thì anh tìm hiểu được cái đức tính này. Dạ. Rồi cái bản năng này. Rồi cái ứng xử này. Em dùng cho em. Dạ. Cái này là rất tuyệt vời này. Xúc động. Sao lại xúc động anh? Xúc động tức là hôm nay ta được, tức là có nghĩa rằng rất quý. Quý gì anh? Quý tức là ngàn năm có một, hôm nay thưởng thức. À, cái này của từ chương trình. Dạ đúng rồi. Xúc động lắm. Dạ. Từ khi sinh ra mà lớn lên hôm nay anh rất xúc động. Được. Xúc động từ trái tim cho anh. Ừ, xúc động. Nó rung gì món ăn chứ không phải rung gì cô này. Xúc động tức là có nghĩa rằng trước tiên là xúc động cái chương trình trước. Dạ. Chương trình tức là rất nhiệt tình. Dạ. Kể cả nhân viên này. Dạ. Kể cả cả tường. Dạ. Kể cả những người quay. Cái gì xúc động hết. Rồi. Mà tình yêu chưa biết có xúc động hay không? Là coi như cái tình yêu thì bây giờ coi như phụ thuộc về trái tim của em và trái tim của anh. Dạ. Trái tim nó mở cửa thì ta nhận nút. Thí dụ như anh cưới thì anh có muốn em về Tây Ninh với anh không? Hay là... Có chứ, bởi vì anh có nhà riêng mà. Rồi anh độc quyền hai vợ chồng chứ không có ai xúc phạm. Thì công việc của anh thì em có thể phụ được gì trong đó? Thì có thể anh tạo điều kiện được ở nhà. Ví dụ ở nhà là chỉ làm công việc gì? Chứ phụ nữ không có làm việc buồn lắm đâu, mất công rồi. Ví dụ là mở cái
cái sập gạo hay là sập gì đó hay là bán cái gì cho nó quay quá nhỉ? Về việc nhà thì anh nhân lợi chứ có thể anh làm nhiều hơn cô này. Về anh yêu gia đình, anh yêu gia đình. Cái gì sạch sẽ. Rồi, xin lỗi về là lau chùi với anh xin lỗi cái gì sạch sẽ. Rồi, anh làm nhiều hơn cả vợ. Vậy là anh là người kỹ tính. Anh sạch sẽ chứ không kỳ tính. Nhưng là con người là quần áo vợ anh giặt được. Anh không, không kỳ này. Hết. Anh thích sạch cho anh làm, hiểu không? Chứ không phải là anh kỹ tính. Anh kỹ không phải anh bắt mình làm. Mà anh vẫn làm luôn. Đó, nó là như vậy. Mời hai bạn bóc một lá bài. Mời anh. Này chơi cho vui anh, game show anh. Dù khi nó hên hên, trúng cái gì hay hay. Đọc lên cân. Bạn sẽ làm gì nếu chồng vợ tương lai của mình chẳng may làm ăn thất bại, nợ một số tiền lớn? Rồi anh đọc thử bên câu anh em nghe cả. Ừ. Đây sẽ cặp tương đạo rõ rõ mắt đọc giùm anh. Thử cầu hôn người đối diện một cách lãng mạn ngọt ngào nhất dễ ẹt có gì đâu. Rồi, trước tiên mời em gái thực hiện yêu cầu của chương trình trước. Ra thì khi mà cái người đầu tiên của em á, lúc mà em mới cưới thì em cũng biết là ảnh khó khăn nhưng mà em không nghĩ là ảnh có nợ. Ừ. Thì em đi làm được khoảng vài tháng thì ảnh kêu là cần em ở nhà phụ anh buôn bán. Em cũng ở nhà và cái ngày đầu tiên mà em ra buôn bán là ảnh cho em nguyên cuốn sổ nợ. Em cũng giúp ảnh trả nợ được. Rồi em cũng xoay sở rồi vực dậy cái cửa hàng thôi. Thành ra đối với em việc mà chồng vợ thất bại thì đã là vợ chồng rồi thì phải chia sẻ nhau. Chị khác em một chút. Nếu mình được người bạn người chồng sắp cưới của mình chia sẻ về cái việc nợ nần đó, tùy theo tình cảm của mình có thể cùng anh ấy gánh vác giống như em nói. Nhưng nếu mình bị đặt vào thế đã rồi, chị phải xem lại nha. Tại vì ngày xưa chị cũng đã từng bị vậy rồi. 7/7/21 ngày là bấm nút lên đường giùm chị một cái, tại chị không thích bị gạt. Em nói vậy anh có thấy đồng ý cái quan điểm của em không? Ừ, đúng, cả tương nợ là đúng rồi. Dạ, chứ tự nhiên lúc chưa lấy không biết, lấy nhau về lòi ra đóng nợ, tự nhiên mình vô mình phụ trả nợ vô duyên. Phải nói trước, đến anh, làm đi anh. Mời anh qua đây. Qua đây anh. Rồi. Dạ, yeah. Trời ơi anh là từng trường hai mối tình rồi, phải có kinh nghiệm. Hai mối tình nhưng mà mắc cỡ. Mắc cỡ gì nữa, 51 tuổi rồi. Chưa biết yêu lần nào chị. Chưa biết yêu. Chưa biết yêu, lần này anh ráng yêu coi. Coi như còn nghĩa anh thương em, sẽ đưa em coi như vượt núi treo đèo. Đó. Về Tây Ninh, dù có khó khăn cỡ nào, dù có lội sông lội suối cũng coi như cũng bước qua hết rồi, như không quan ngại coi như trông gai mệt nhọc. Sông sâu biển mấy em vượt qua mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi mời anh về chỗ. Trời ơi chán anh quá, về chỗ. Hồi nãy giờ là thử nha. Giờ bùm nụt chưa? Bây giờ thiệt nè. Giờ bùm nụt. Mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Tình cảm của anh chị, cảm xúc của anh chị tự quyết định. Tự quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Trước tiên em muốn hỏi anh trước tại sao anh không bấm. Bây giờ anh không biết nói gì hơn. Nhưng mà trước tiên thì anh xin em tức là có nghĩa em tha lỗi cho anh. Anh đâu có làm gì có lỗi đâu. Không, tức là gọi là một cái câu rất chi là bằng cái... Dạ, dạ. Anh không có chê em điều gì hết. Em là người phụ nữ rất đẹp. Nhưng mà tự nhiên sao trái tim của anh chưa cho phép bấm. Dạ. Đó là anh nào. Tại anh đến với chương trình là khao khát thử một lần trái tim được rung động đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ, em trân trọng cái quyết định của anh. Còn em, lý do tại sao em không bấm? Thứ nhất là em cũng nghe ảnh chia sẻ, em cũng biết ảnh không mở lòng. Tại vì hai người phụ nữ ở với ảnh người nào cũng gần 10 năm mà ảnh vẫn nói là ảnh không yêu. Thì không thể là một người mà chỉ có gặp 5 phút mà ảnh nói là ảnh có cảm tình được. Thật ra là khi mà làm mai mối cho những cặp đôi đã gãy đổ á, thì thật sự là Tường áp lực rất là nhiều. Đôi lúc nói chuyện vui để cho anh chị vui, để anh chị có thể chia sẻ cho nó thoải mái thôi. Tuy nhiên thưa mọi người ạ, quyền vẫn là ở họ. Bởi vì ở cái tuổi này á, để mà mở lòng ra hoặc để rung động nó rất khó. Rất là khó. Em cũng phải mở lòng mình ra. Mặc dù hôm nay ta ra về là ta không tìm được một cái nửa của mình, nhưng em vẫn phải tự tin. Tương lai phía trước vẫn có rất là nhiều người đàn ông tốt mà có thể em chưa có cơ hội gặp. Riêng anh thì em cũng chúc anh luôn được nhiều sức khỏe. Rồi em cũng hy vọng một ngày nào đó anh gặp một cái đối tượng mà khi gặp anh phải được cái cảm xúc là yêu. Phải yêu thử một lần. Nha, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Và Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Khuôn mặt của cô rất dễ thương, đẹp. Nhưng nói về bản thân của anh và tình yêu của anh không có sự xúc động từ cô ấy. Nên là
anh một lúc. Cô ấy không đặt nhu cầu của anh thì ngoài đây mà về vấn đề rất là cao và về vấn đề cân nặng. Tại vì bản thân chị từ cái câu chuyện của anh là chị đã không chấp nhận. Tại vì người mà không xác nhận, không xác định được tình cảm của mình thì chắc chắn sẽ không giành được tình cảm của chị khác. Tức là anh cứ nói đi cái dòng lý do, rồi anh có nhiều lý do để anh đi thích, nhưng mà chị có những lý do không có tiếp theo. Cách chia sẻ của mọi người thì anh thầy cũng đạt được khoảng 70% thôi. Cũng có nhiều câu anh chưa được vừa lòng. Nếu như trường hợp mà câu nói nói ra mà sau khoảng 5 phút sau quên đi chỉ có người già họ lẫn thôi. Chứ còn người bình thường hoặc có chuyện tốt thì không có gì. Còn người là đó thì người già từ 90 trở lên họ lẫn họ quên. Cô ấy phải hiểu bao lo là anh cũng vừa lòng được đó. Cái môi mặt của anh thì là cái môi của ngay, tức là anh mặc là mặt trang, nói chuyện cũng lễ độ, cũng đàng hoàng. Mà về cái điểm thích đó, thì anh nói không đi vào tận tâm, cái chuyện đi lòng vòng và dẫn dắt người ta đi từ cái chuyện này đến chuyện khác, chứ không đi đâu tới đâu. Rồi một người xong họ không có xác nhận, không có xác định được cái mục đích hay là cái tình cảm. Tức là chị cũng cần người sống cũng quan tâm, biết quan tâm chút. Ví dụ như anh nói là anh biết quan tâm với cái anh bạn chơi này, anh nói anh biết quan tâm, nhưng mà thực tế là chị thấy anh không biết quan tâm gì hết. Thực ra anh cũng phải thể hiện là anh quan tâm và là anh để ý tới em, suy nghĩ tới em như thế này thế này. Công việc nó như công việc và bản thân anh bạn cũng không. Chứ anh nói ảnh là người của gia đình, ảnh là người biết quan tâm, biết mà trong 9 năm sống với cả hai chị nằm 9 năm hết mà không có người nào có lúc tập thì không thể nào gọi là quan tâm được. Mong muốn của anh theo chương trình mãi mãi, khi nào đạt được mong muốn của anh. Bây giờ nếu bạn nào cảm thấy phù hợp những lời lúc nãy cho anh trên đây thì các bạn điền cho Ngọc biết, tôi xin tâm sự như thế nào.